Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 30 tháng 11 giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phu nhân Lê Thị Bích Trân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Al Maktoum, thành phố Dubai, bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, kết hợp các hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, theo lời mời của chính phủ UAE. Ra sân bay đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phu nhân Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam có đại diện ban tổ chức hội nghị COP28, đại diện Bộ Ngoại giao UAE, liên lạc viên của Thủ tướng Chính phủ UAE, đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại UAE. Dự kiến trong chương trình công tác tại UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự phát biểu tại các hội nghị, diễn đàn, phiên thảo luận quan trọng trong khuôn khổ COP28, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các hoạt động song phương với UAE.